Thế mà lấy chồng không? Dạ, nếu như mà mẹ cháu tìm được người phù hợp thì chuyện này cũng có thể xảy ra được. Cháu ủng hộ không? Dạ có ạ, nếu mà đó là người phù hợp ạ. Thì tôi cũng nhìn chú đó đó, con thấy có cái gì phù hợp với mẹ mình? Cháu thấy chú không khá là trưởng thành. Chú trưởng thành hả? Thấy chú dễ thương không? Chú nghĩ là tại vì chú là một người làm ăn thì chú cái vẻ dễ thương thì nó cũng không có, trông nó trưởng thành và đàn ông nhiều hơn ạ. Rồi, mời nhà trai. À, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn ngồi. Mời em trai. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Em tên là Đỗ Huy Tuấn, năm nay em 35 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hóa. Công việc em là kinh doanh về gạch men và thiết bị vệ sinh. Cửa hàng đó là của em luôn. Dạ vâng. Rồi, mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào MC Quỳnh Linh, MC Hồng Lan. Em là Hoàng Lan, hôm nay em 36 tuổi. Quê em ở Hưng Yên và em đang sống cùng với bố mẹ ở Hưng Yên ạ. Em vừa là quản lý, vừa là nhân viên bán vé máy bay ạ. Hưng Yên với Thanh Hóa cách bao nhiêu xa hả Tuấn? Dạ, khoảng tầm 160 cây anh ạ. Ừ, cũng gần ha. Dạ anh. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi Tuấn. Em biết chăm sóc cho gia đình, biết lắng nghe, biết cầu tiến trong công việc. Còn về cái khuyết điểm của em thì em hút thuốc ngày một gói, hơi nóng tính. Đó, điểm yếu của nhà trai đó. Nhà gái có ưu điểm gì nè? Ưu điểm của em là độc lập, mạnh mẽ. Em cũng hơi cá tính, khó tính mà kỹ tính. Đúng, nó khó tính mà kỹ tính là mệt lắm luôn á. Dạ. Em có thể bớt cái khó tính và cái kỹ tính lại không? Dạ, em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân ạ. Ừ. Mình nói về tình trường. Đúng đi rồi, nhờ. Tình trường đi Lan. Em đã từng kết hôn, có một con gái, năm nay 13 tuổi ạ. Em ly hôn được 5 năm rồi ạ. Em lấy chồng bao nhiêu năm Lan? Em lấy chồng từ năm em 23 tuổi. Nhưng mà chồng cũ của em đi xuất khẩu lao động, sau đó thì về bọn em chia tay ạ. Rồi ở nhau được bao nhiêu năm? Bọn em ở với nhau được hơn 1 năm ạ. Từ lúc 25 tuổi cho tới 36 tuổi. Em ở vậy nuôi con hả Lan? Dạ vâng ạ. Trời, những người tên Lan khổ hả? Em hơi bị xúc động. Hơi xúc động, bạn ấy rất là xúc động. Những người tên Lan vất vả lắm, khổ về đường tình duyên lắm. May hôm nay em không gặp anh Điệp đúng không ạ? May hôm nay em không gặp anh Điệp đúng không ạ? Dạ đúng rồi, hơn đó, bên kia mà có tên Điệp cái chắc mình về. Thôi giờ mình đổi không khí đi, mình hỏi chút xíu về đường tình duyên của nhà trai nè. Chị. Chào bạn. Dạ, em thì cũng lập gia đình và em ly hôn thì được 2 năm. Hiện tại thì em có một bé trai đang sinh sống cùng mẹ. Bé trai bao nhiêu tuổi rồi anh hả? Bé nhà em năm nay cháu 7 tuổi chị ạ. Bên đây thì Tuấn cũng đã có gia đình. Dạ. Ly hôn 2 năm rồi, có con trai 7 tuổi. 7 tuổi. Sống với mẹ. Thật ra anh không nghĩ xinh đẹp thế này mà không có một cái người nào. Trước kia thì con em còn nhỏ, em cũng lo công việc cho ổn định để chăm sóc được cho con được toàn diện đầy đủ hơn ấy, nên là em cũng không nghĩ gì đến. Với lại công việc của em chủ yếu là làm online tại nhà. Em buôn bán ở nhà luôn? Dạ vâng ạ. À, một mình nuôi con như thế? Dạ. Trời ơi, thiệt tiếc cho những chàng trai Hưng Yên. Cái người yêu lý tưởng của em, một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em không mong muốn một người lý tưởng, một người toàn diện. Em chỉ mong là tìm được một người biết chia sẻ, biết đồng cảm cùng em, gánh vác mọi công việc nội ngoại hai bên, cùng em nuôi dạy các con lên người. Mong là anh ấy có một công việc ổn định và sức khỏe tốt để chúng em có thể đi với nhau được một đoạn đường dài hơn nữa và hạnh phúc bên nhau. Một yêu cầu chính đáng với một cô gái xinh đẹp này. Còn chàng trai, chúng ta mong muốn có một người phụ nữ như thế nào? Với em thì em mong muốn một người phụ nữ biết chia sẻ trong cuộc sống, biết chăm lo cho gia đình. Thực sự là em cũng không muốn là bạn ấy là phải ra xã hội để mà lăn lộn ngoài xã hội. Còn cái việc ngoài xã hội thì em đảm nhiệm việc đấy. Đây không cần lo cũng được, đây tự lập rồi. Đúng rồi. Nói chung là những cái gì em yêu cầu á, anh nghĩ rằng cô gái này dư sức đáp ứng luôn. Nhà trai đi với ai? Dạ em có đi với chị của em. Chào MC Nguyễn Linh, Ngọc Lan và các bạn trường quay. Mình tên Dương, là chị của bạn Tuấn. Thấy bạn Ngọc Lan bên đây thì dễ thương, tự lập, cá tính thì cũng hợp với bạn Tuấn. Hai bạn cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu. Từng có gia đình mình cũng đã từng trải đồng cảm với nhau rồi. Mình nên hiểu mình cần sẽ làm hiểu gì để xây nhau. Rồi, cảm ơn em. Ngọc Lan đi với ai? Dạ, em đi với bố em và con gái em ạ. Chào MC Quỳnh Linh, chào MC Ngọc Lan. Dạ. Chào quý khán giả trong trường quay. Tôi là ba của
em Hoàng Lan. Thì tôi thấy anh Tuấn cũng là một người cũng giản dị mà nghe chừng cũng sống chân thực, cũng mong điều hai con sẽ đến với nhau và xây dựng hạnh phúc lâu dài. Cảm ơn. Cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú. Con gái ơi, con có muốn mà lấy chồng không? Dạ, nếu như mà mẹ cháu tìm được người phù hợp thì chuyện này cũng có thể xảy ra được. Cháu ủng hộ không? Dạ có ạ, nếu mà đó là người phù hợp ạ. Vậy thì con nhìn chú đó đó, con thấy có cái gì phù hợp với mẹ mình? Cháu thấy chú không khá là trưởng thành. Chú trưởng thành hả? Con thấy chú dễ thương không? Cháu nghĩ là tại vì chú là một người làm ăn thì chú cái vẻ dễ thương thì nó cũng không có, trông nó trưởng thành và đàn ông nhiều hơn ạ. Rồi, được rồi con gái. Hai bên mình mở rào để hai bạn gặp mặt đi ha. Dạ, mở rào. Chào ạ. À, mình có món quà tặng bạn nè. Lần đầu tiên gặp bạn. Em xin cảm ơn anh. Đây là đặc sản nhãn Hưng Yên của em. Mình cảm ơn bạn. Có cuốn sách tặng anh. Mình cảm ơn bạn. Dạ vâng. Cuốn sách này là mang tên Chìa khóa hạnh phúc. Em cũng mong rằng là em sẽ gặp được một người phù hợp cho mình một cái chìa khóa mở hạnh phúc cho em và anh ý. Bởi vì hạnh phúc thì là một sự lựa chọn chứ không phải là một sự đánh đổi. Nên em mong rằng là chúng ta sẽ tìm thấy chìa khóa hạnh phúc của mình ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn cảm nhận về mình thế nào? Em cảm thấy anh cũng khá là chững chạc. Mình thấy bạn cũng là người trưởng cha, một người phụ nữ là biết tự lập và chăm lo cho con cái. Đấy là một cái điều mình cần. Mình bây giờ giữa bạn và mình nó đều trải qua một cuộc hôn nhân rồi. Mà cái điều mình mong muốn ấy, mình tìm một người phụ nữ để mà về để chia sẻ cho nhau và cảm thông được cái cuộc sống của nhau. Để rồi đi tới một cái hạnh phúc cuối cùng. Đấy là cái điều mình mong muốn. Thực sự là em là một người sống nội tâm. Thế nên là nhiều khi là em có giận ý là em cũng không nói ra đâu. Bởi vì là khi mà ai đó yêu em thật lòng thì họ sẽ biết là em đang suy nghĩ gì. Thực sự là cái đấy cũng có thể là một cái khó. Nhưng mà em cần một người như thế. Bởi vì khi mà yêu nhau thật lòng rồi, con người ta không cần nói, cũng có thể chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau đã hiểu nhau là như thế nào. Em cũng mong em tìm được một người như vậy để cùng em xây dựng một hạnh phúc. Thì mình đăng ký với chương trình thì thật ra như bạn và mình đều đến để cho nhau một cái cơ hội. Bạn và mình thấy cảm thấy là hợp nhau và có những cái suy nghĩ nó cùng nhau, cùng một quan điểm sống với nhau. Thì mình có thể là tiến tới những cái xa hơn. Về con. Con mình thì hiện tại là đang ở với mẹ. Bây giờ hiện tại là mình đang sống một mình. Sau này ví dụ như có tiến tới được xa hơn ấy, thì mình nghĩ là trước mắt là mình phải thương được con của bạn thì mình mới thương được bạn. Và mình trong cái tư tưởng của mình thực sự là đến chương trình mình yêu cầu các bạn biên tập viên là mình tìm một người đã có gia đình rồi thì nó cùng chung một hoàn cảnh với mình. Đấy, cùng chung hoàn cảnh rồi thì là khi mà con thì của bạn thì chúng ta sẽ có sự đồng cảm, đồng cảm rồi hơn. Và dạ, khi mà mình có yêu thương của con của bạn dạ, thì chắc chắn sau này về già thì con của bạn sẽ chăm sóc lại mình. Đơn giản mình nghĩ đơn giản là như vậy. Còn về Lan thì không biết suy nghĩ là suy nghĩ của em thì cũng giống như anh, bởi vì là em thương con em bao nhiêu thì em cũng sẽ thương con của chồng em bấy nhiêu. Tính em thì nó cũng khá là nghiêm khắc, ngay cả bản thân con em thì em cũng có một cái sự nghiêm khắc với con để con có thể độc lập và trưởng thành. Em mong rằng là anh sẽ cùng quan điểm dạy dỗ con giống em. Ok, về cái quan điểm dạy con thì cái điều này thì mình hy vọng là cả hai đều cùng chung một quan điểm, tất cả mọi việc là đều về con. Bây giờ em trai tới nắm tay Lan cái đi, rồi mình thử trao đổi xem, hỏi em khoảng bao lâu thì mình có thể đến với nhau được. Bước tới đi Tuấn, nhìn thẳng vào Lan kìa Tuấn. Thật sự đến giờ này thì để mà nói mình không còn trẻ, mình cũng năm nay thì là cũng 36 cả rồi đó. Mình cũng muốn là xác định một cái tương lai, nó mình cũng muốn nhanh vì là mỗi tuổi nó sẽ một già đi. Mình hy vọng, không biết là Lan với Lan thì nếu như mà mình cho nhau cơ hội, mình cho nhau cái tình yêu thương thì dự tính là trong bao lâu? Bởi vì em đã từng một lần đổ vỡ nên là em muốn có thời gian tìm hiểu và em muốn đi để bền vững sau này, đến khi chúng mình nhắm mắt xuôi tay, chứ không phải là
là một vài thời gian xong rồi chúng ta lại tan rã. Yêu nhau thì phải tìm hiểu nhau. Dạ. Tìm hiểu từ tính cách đến cuộc sống gia đình. Đấy, thì mình hy vọng là đến với chương trình hôm nay ta hãy trao cho nhau cơ hội để có một sự tìm hiểu. Hết thời gian. Về ghế các bạn. Các bạn cũng có thời gian khá dài để cùng trao đổi câu chuyện này. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Nào, hãy nắm tay nhau. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Hôm nay có ba của Lan. Tuấn có thể nói gì với ba với lại con gái? Con chú là con xin chào chú và chú chào con gái. Hôm nay con đến với chương trình thì cũng rất may mắn là được gặp bạn Lan là con gái của chú. Con cũng rất cảm ơn chú là đã sinh ra một người con gái mà có một cái đức tính là thực sự là những cái đức tính mà con cần hiện tại. Con rất cảm ơn chú. Con chúc chú có một sức khỏe dồi dào. Thực sự là con gái hãy tin tưởng chú, nếu như chú có được cái cơ hội đến với mẹ thì chắc chắn rằng cái chuyện chăm lo cho mẹ và con, chú sẽ là cái người không để cho mẹ con thất vọng. Hay quá. Một nụ hôn đầu tiên ngày gặp mặt nào. Các bạn đẹp đôi lắm đó. Em có hai mối tình rồi, nhưng mà mối tình đầu thì nó xa rồi, mình quên rồi. Bây giờ mối tình lân cận nha. Cũng tình cờ được quen biết với là các bạn đó. Rồi hai người cũng có tìm hiểu qua, nhưng mà rồi mình giữ ở mức tình bạn thôi. Nhưng mà thấy cái tính cách không có phù hợp á, nên là mình tự rút luôn. Vậy là chưa yêu luôn? Có thích. Có thích thôi chứ chưa yêu luôn á. Bên kia người ta không thích nhậu nhịn. Dạ đô của em thì tới thùng được. Đô của em thì tới thùng được. Mà mời nhà trai. Ngồi đi em. Mời nhà gái. Dạ, mời em ngồi. Đây, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Chào em. Dạ, chào toàn thể quý vị khán giả. Và đặc biệt là gửi lời chào thân thương tới bạn gái bên kia. Em tên Ngô Quốc Phi, em đến từ huyện Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang. Hiện em là dược sĩ cấp phát thuốc tại một phòng khám đa khoa. Hiện tại cũng đang học sau đại học tại Cần Thơ. Tức là chưa có mở cái tiệm thuốc này kia. Dạ, đúng không? Dạ chưa. Cái nghề này giờ ổn định lắm á. Định hướng tương lai thì cũng dự định là sẽ mở một cái nhà thuốc rồi. Trời. Em bị sao vậy Phi? Dạ cái cổ em nó bệnh từ nhỏ anh. Tại rồi điều trị giờ nó cũng đỡ rồi. Đỡ chưa? Dạ. Cái này là đi chăm cứu này kia chắc anh nghĩ chắc. Dạ đúng rồi. Ổn hả? Tại đang tập vật lý trị liệu này kia đó. Dạ. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu cho mình nha. Dạ, em xin chào chị, chào anh Huyền Linh và chào khán giả trường quay cũng như khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ. Em tên là Trần Ngọc Thi. Em sinh năm 1989 và em ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em bán sỉ quần áo thời trang. Mình buôn bán tại nhà luôn hả cưng? Dạ, em bỏ sỉ cho tất cả cửa hàng. Ồ, giỏi vậy đó hả? Dạ. Phi có ưu điểm, khuyết điểm gì Phi? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, hai một hỏi. Nhược điểm thì mình thẳng thắn quá là người ta không có thích. Đúng á. Dạ. Đôi khi nói có những chuyện nhạy cảm cũng đừng thẳng tính quá. Dạ. Giống như em mới gặp anh em nói ông Quyền Linh xấu quá. Anh xấu thiệt nhưng mà nhiều khi nói anh Quyền Linh cũng dễ thương ha. Dạ né né bớt anh à. Né né. Có tật xấu gì em Phi? Em là nó hơi quạo á. Hơi quạo luôn hả? Dạ. Quạo nhiều lúc không? Nói chung là áp lực công việc thì mình stress cho nên là cũng dạ. Mỗi lần quạo vậy em làm gì cho mình hết quạo? Dạ nghe nhạc. Dạ. Chị lúc nào cũng để cái máy nhạc nghe bên kế bên nha. Bên đó nếu mà mai mốt mình có quen nhau rồi chuẩn bị cái máy nghe nhạc nha. Để cho bạn mình bớt nhà quạo đó. Nhà gái nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình nè. Dạ về ưu điểm thì em được nhiều lắm. Nhưng mà đại khái là mình cũng được vui vẻ, hòa đồng hay giúp đỡ mọi người. Còn về nhược điểm là mình giỏi nội trợ và giỏi nấu ăn lắm. Ok, mình kinh doanh buôn bán mà cũng có thời gian. Đường tình duyên của em sao Phi? Dạ em trải qua một mối tình sau khi liên thông đại học thì lúc đó thì cũng có quen bạn trong lớp. Thì nói chung là ngành y tế thì học cũng nhiều á, đôi khi mình vô tâm quá thì dẫn đến là hai người là không đến được với nhau. Rồi dạ, nhận ra cái đó được rồi. Dạ. Thật ra không nhận ra cái đó mới là nguy hiểm. Mình mới chơi bạn bè, mình vô tâm bạn bè là người ta nghỉ chơi mình luôn, đừng nói chi trong tình yêu đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ đã nhận ra rồi đúng không? Dạ. Nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi?
À dạ em có hai mối tình rồi, nhưng mà mối tình đầu thì nó xa rồi, mình quên rồi, bây giờ mối tình lân cận nha. Cũng tình cờ được quen biết với là các bạn đó. Rồi hai người cũng có tìm hiểu qua, nhưng mà rồi mình giữ ở mức tình bạn thôi. Nhưng mà thấy cái tính cách không có phù hợp á, nên rồi mình tự rút lui. Vậy là chưa yêu luôn? Có thích. Có thích thôi chứ chưa yêu luôn đó. Bây giờ tương lai mình mong muốn có một người bạn trai như thế nào nè? Người bạn trai á là điềm tính, nhẹ nhàng, không có gia trưởng. Được không Phi? Nói chung là hiện đại giờ thì cái tính gia trưởng thì nói chung là cũng không có còn nữa. Em có điều gì không thích ở đàn ông không? Điều không thích đó là đàn ông á hay nhậu nhiều. Như vậy đi. Vậy thôi. Dạ. Sao mà nó đơn giản quá vậy trời. Dạ, chào chị. Chào nhà trai. Dạ. Bên kia người ta không có thích nhậu nhiều. Dạ đô của em thì tới thùng lận. Dạ đô của em thì tới thùng lận. Đô của em thì tới thùng lận. Dạ em chưa nói hết à. Đô thùng trừ 22 lon người ta uống, em muốn 2 lon à. 2 lon là cũng nhiều. Tần suất một tuần đi nhậu bao nhiêu lần? Dạ nói chung là bên dược em cấp bắt thuốc cho nên là cũng cùng lắm là chiều thứ sáu rồi, nếu mà có thì mới nhậu thôi, còn bình thường là không được nhậu. Phát thuốc người ta rồi bắt phát lộn sao đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, dạ. Không độ ha. Đó, về điều trị cổ này cho nó chắc. Dạ nói chung là cố gắng là giờ tập vật lý trị liệu để nó đỡ hơn cái nó bị vôi hay sao em, cảm giác là nó bị dính lại á. Dạ, cho nên giờ nói chung phải tập vật lý trị liệu đúng nhiều rồi. Là từ nhỏ luôn hả cưng? Dạ em bị là từ năm 16 tuổi thì trải qua từ từ nó càng ngày càng ấy rồi, nó lại phải trị sớm nữa. Dạ. Ha, nay sự vôi hóa rồi đó. Rồi anh qua coi nhà gái thôi. Trời con gái. Dạ, dễ thương em. Chào anh Lan Lan. Trời em, bây giờ anh nghe tiếng nói của anh cảm nhận anh thế nào? Em cảm nhận là anh hiền và có lẽ là anh cũng tốt bụng á. Dân Tiền Giang tốt bụng lắm em ơi. Lành. Dạ. Tính lắm, nhìn lành tính. Lành tính lắm ha. Dược sĩ cũng nhẹ nhàng lắm. Chồng làm dược sĩ, vợ mua bán này kia, thậm chí vợ bán thuốc luôn cũng được. Bán thuốc phải có bằng đàng hoàng. Thì đâu thì chồng bán vợ phụ thôi, dù em lấy thuốc gì tính tiền rồi đó. Cụ thể hơn ví dụ như giờ anh là học Cần Thơ vậy đó. Rồi mình ở xa vậy có được không? Dạ được. Nếu như mà mình bây giờ mình cũng có điện thoại mà mình cũng có thể nói chuyện được với nhau thường xuyên. Và sau này nếu mà lập gia đình thì không biết là anh có điều kiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh không? Nếu mà có chỗ bán thuốc ngon thì chắc anh nghĩ chắc anh cũng về đó. Bán thuốc ở đâu bán cũng được mà. Thậm chí mở 2-3 chỗ cũng được. Ừ. Cây Lậy cũng gần lắm em. Đây cao tốc tới Cây Lậy luôn rồi. Anh như bạn nữ Bình Chánh đúng không? Dạ đúng. Rồi Bình Chánh thì từ Cây Lậy lên đó tầm khoảng tiếng 30 phút thôi. Mà đi cao tốc nhanh lắm. Dạ. Sao em không tính em đi á, tính phụ nữ đi như vậy? Dạ khi đó là em tính em đi là từ Cây Lậy lên Sài Gòn á chứ. Ừ. Mong muốn của em sao nè? Dạ tìm được một cô gái là biết đồng cảm với chia sẻ. Rồi nói chung là dễ thương hoạt bát là ok. Trời. Rồi chị. Bên dạ. Đây dư. Dư những cái điều kiện mà em cần luôn. Dạ dạ. Nói chung cũng đơn giản, giờ nói chung là cũng hàng băm rồi. Và nó cũng lớn rồi cho nên là tiêu chí là nó cũng đơn giản thôi. Có gì không thích đâu, có gì không thích đâu phụ nữ. Nói chung là nếu bạn nữ ăn bận lôi thôi này kia quá, trang điểm mà hơi mà lè lẹt quá thì nó không tốt lắm. Trang điểm cỡ vậy là được không? Cỡ vậy là được không? Quá ok chị. Trang điểm vậy là được đúng không? Dạ dạ. Bên đây chỉ cần trang điểm nhẹ thôi, đánh cái viết chì vô mắt tí thôi là lung linh luôn, khỏi có lè lẹt gì chứ. Đó, anh nói vậy là em hiểu rồi đó. Dạ dạ. Anh chấm trước cho em luôn rồi đó. Anh chấm trước cho em luôn rồi đó. Mẹ đi với ai? Dạ hôm nay em đến đây cùng hai người bạn đang ngồi ở trường quay. Hai người bạn. Hai cô hot girl. Dạ chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Dạ em. Xin chào anh. Em là bạn của chị Thi. Thì bạn cũng lâu lắm rồi. Thì chị rất là hiền mà chăm chị nữa. Theo em thì em thấy anh bên đây thì em thấy ảnh hiền. Thì em nghĩ là chị cảm nhận thấy mình hơi thích hoặc là thì em nghĩ là nên cho cơ hội thì cho hai người quen nhau quen thử coi như thế nào. Quen thiệt thì chứ quen thử chi. Tại vì em nghĩ là quen thử nếu mà cảm thấy hợp á thì tiến đến hôn nhân luôn. Em gửi chưa thử ra được không? Thì nếu mà thấy ok á thì quen luôn thì đó thì... vậy đi. Bé thì thiệt cảm dễ sợ. Hiền quá. Nhà trai đi với ai? Dạ em đi với vợ chồng chị Tư em ạ. Chào anh chị. Chào anh chị Tư. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào MC Ngọc Lan. Dạ. Chào em. Em là chị họ của Phi. Thì nói về Phi thì rất là chân thật, hiền và lành tính. Ở Phi thì chị cảm nhận em nó rất là ý chí, cầu tiến và nghị lực. Nãy giờ chị nghe hai đứa em nói chuyện thì chị cũng rất là cảm tình với cái bạn gái bên này. Chị nghĩ là giữa một cái biển người mênh mông mà tụi em gặp nhau ở đây là một cái duyên rất là lớn. Nên là tụi em nên cho nhau một cái cơ hội. Hay quá chị ơi. Cảm ơn nhà trai. Được rồi. Bây giờ mở ra. Thi với Phi sẽ gặp nhau.
tiến tới đi Phi. À, lần đầu gặp thì anh có gửi món hoa rồi em. Dạ em cảm ơn anh. Anh ơi, em cũng có món quà để tặng cho anh. À, cảm ơn em. Em nghĩ sao về tình yêu sét đánh ta? À, tình yêu thì nó phải có một cái sự chung thủy. Và mình nhìn nhau thì mình có một cái tình cảm. Và tình cảm có thể xuất phát từ trái tim thôi. À, chứ anh thật ra anh đến đây là anh cảm giác là vừa bị trúng một tiếng sét. Là không biết là có sao không? Là không biết là có sao không? Nhưng nếu mà có sao thì cũng mong em chị giùm anh. Dạ. Rồi, về chỗ ngồi đi Phi. Dạ. Nói chung khoảng cách thì nó cũng chỉ là con số thôi. Khi chúng ta mình tình cảm mình thật lòng với nhau thì cái đó nó không quan trọng lắm. Dạ. Dạ. Từ đây về quê anh là bao nhiêu tiếng? À, từ Bình Chánh nếu mà đi thì khoảng tầm 1 tiếng rưỡi là tới nơi rồi. Anh cũng gần ngay thị trấn Cái Lậy thôi. Dạ. Nếu sau này mà lập gia đình rồi thì anh sẽ định hướng là mình ở đâu? Nếu mà mình tìm hiểu mình tính cách nhau mình hợp nhau á thì cái chuyện sống ở đâu nó không có quan trọng. Cái quan trọng mình thật lòng với nhau thì nói chung là cái ngành giữa của anh Quyền Linh nói là đi đâu làm cũng được. Thì đó là chuyện đó cũng dễ dàng hơn, không sao hết. Trong gia đình thì anh là con thứ mấy? Anh nhà anh thì có ba mẹ với đứa em với anh, chỉ có 4 người thôi. Nếu sau này mình lập gia đình rồi á là mình sẽ sống riêng hay sống cùng với ba mẹ nè? Mình tự bàn với nhau thôi, cho nên là cũng không đến nỗi là phải làm dâu hay là sao hết. À, làm dâu thì em cũng không có ngại đâu, tại vì nếu mà có tình yêu thì chắc cứ là phải có sự hy sinh rồi. À, tính chừng nào thì nói chung hiện tại thì mình tìm hiểu trước, nếu mà tính cách mình hợp nhau thì mình cho nhau cơ hội. Dạ, em nghĩ cũng vậy. Quan điểm về gia đình như thế nào đối với hai bạn? Gia đình là một cái tế bào của xã hội, thì khi mà mình xây dựng cái gia đình hạnh phúc thì mình cũng tạo điều kiện cho cái xã hội phát triển luôn. Dạ, đối với anh là như vậy. Dạ, còn với em thì gia đình sẽ là số 1. À, và gia đình là ba mẹ rồi vợ chồng rồi con cái nữa. À, con cái mình thích con trai hay con gái đầu lòng, nói cho nhau biết luôn. Nói chung là anh con trai con gái gì cũng được, cái đó là trời cho, mình có sao thì mình để vậy thôi. Dạ, em cũng quan niệm vậy. À, rồi kinh tế như thế nào, hai bạn cưới nhau về rồi kinh tế ai giữ nè? Nói chung là nữ thì giữ tiền, thì nó nói chung là kinh tế thì dễ hơn là nam. À, đàn ông xây nhà, đàn bà xây đổ ấm mà. Điều gì anh không có thích ở phụ nữ ha? Ở người vợ của anh á? Hơi kiểu dạng tảnh quá. Trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường thì cái đó không hay lắm. Bây giờ em trai. Dạ. Em đang tính của phương hướng là lấy vợ về đó lập nghiệp, bán thuốc, trồng sầu riêng này kia hay là ở đâu? Có khi nào thí dụ như bạn gái mong muốn em lên thành phố Hồ Chí Minh em có đồng ý không? À, học xong chuyên khoa 1 thì mình có thể làm mọi nơi được. Vậy thì em còn học 18 tháng nữa. Thì bây giờ thử em định ra 18 tháng đó em với bạn này sẽ quen nhau thế nào? Hẹn hò làm sao? Dạ, tại vì cái thời gian học thì nó cũng không có nhiều anh, cho nên là cũng thời gian cười rảnh cũng nhiều. Cần thiết thì mình cứ đón xe đò lên chở thôi, hoặc là mình xách xe mình chạy đi thôi. À, dạ. Cũng gần mà. Cái vùng quê bạn này á, nó rất là thanh bình. Mà ở đó toàn bộ người ta trồng sầu riêng, nhãn nè, trồng rất là nhiều loại trái cây, bởi vì nơi đất, vùng đất đó rất là nhiều phù sa. Và người dân ở đó rất là tốt luôn, nhẹ nhàng lắm. Thật ra nếu mà về đó sống á, cũng thích lắm nha. Bây giờ nói chứ Cây Lậy cũng là một cái vùng đất phát triển rồi, cũng đông dân cư, buôn bán cái gì cũng được hết trơn á, đúng không em? Dạ đúng rồi. Về đó vẫn bỏ xỉ quần áo được nha. Không phải là quê đâu nha. Bây giờ nè. Giờ hai bạn. Đúng rồi, hai bạn tiến gần với nhau cái. Giao lưu cảm xúc với nhau một xíu, nắm tay nhau. Rồi. Nhìn nhau thật kỹ và thật lâu và thật sâu. Trong lòng mình thấy thế nào đó? Mình mong muốn gì với Thi đó? À, như em nói là vừa gặp bạn thì đụng ngay tiếng sét ái tình ạ. À, không biết bạn nghĩ sao ạ? Cảm ơn anh nhiều. À, mình sẽ tìm hiểu ha. Rồi. Mà khi nắm chặt tay nhau rồi thì đừng buông tay nhau anh nhé. Ok em. Bây giờ Phi có thể hát tặng Thi nghe bài đi. Dạ, cái khoảng cách của hai đứa thì xa nhau thì em hát một đoạn trong ca khúc Vì Yêu ạ. Yêu dù là xa, ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa, nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muôn nghìn trùng không xa cách, đôi mình cùng yêu nhau mãi. Ôi em, vì tình yêu anh sẽ làm tất cả gì để mang lại hạnh phúc cho em ạ. Làm tất cả gì để mang lại hạnh phúc cho em ạ. Em cảm ơn anh rất là nhiều, cảm ơn em. Em ơi, bị gãy nhạc đó em. Chúng ta đưa ra quyết định cuối cùng của mình các bạn nha. Bắt đầu chưa? Bắt đầu chưa? Bắt đầu chưa chị? Hả?
đầu chưa hả? Tụi em muốn bấm bấm à. 1, 2, 3. Rồi bấm. Lẹ lắm. Rồi chúc mừng các bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi đó. Bấm nút xong là nắm tay. Dạ. Hẹn hò với nhau. Một nụ hôn đầu tiên. À, thôi được. Không, đó là thủ tục của chương trình đó. Dạ. À, anh xin phép ạ. Dạ. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn Nguyễn Linh, cảm ơn chị Hồng Lan ạ. À. Mời nhà gái. Chào em. Trời ơi, dễ thương quá hả? Dễ thương lắm hả? Dễ thương lắm. Nhà trai cũng hot boy lắm nha. Bây giờ thì nhà trai giới thiệu cho mình cho nhà gái nghe cái nè. À, vâng, à, xin chào anh Quỳ Linh. À, chào chị MC bên đó. Em là... À, sorry, run quá. Không sao, thoải mái đi. Dạ. Rồi. Em nói lại được không? Dạ. Được. Dạ. Em chào MC Quỳ Linh ạ. Chào chị Ngọc Lan. Chị Ngọc Lan. À, chào bạn nữ bên đó và chào mọi người trong trường quay. À, em tên là... Em tên là Vũ Đức Hùng, à, năm nay 34 tuổi, hiện đang làm cho một công ty phần mềm. Dạ. À, làm ở đâu Hùng? Dạ làm quận 7 ạ. Quận 7, quê Hùng ở đâu? Dạ Ninh Bình ạ. Vũ Đức Hùng, quê dạ. Ninh Bình nha, làm quận 7 nha. 34 tuổi. 34 tuổi. Dạ. Rồi xin mời bạn nữ. Dạ em chào chị Quỳnh Lan ạ. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào bạn. Dạ chào anh bên kia và chào tất cả quý vị đang có mặt tại nơi hôm nay. Dạ em tên là Trần Huyền Trang, năm nay em 33 tuổi ạ. Thì hiện tại bây giờ em đang làm cho công ty xuất khẩu da cá sấu, túi cá sấu á mọi người. Với lại em kinh doanh online thêm ạ. Hiện tại thì Trang đang ở đâu? Dạ em hiện tại đang ở Tân Bình ạ. Ở Tân Bình hả? Dạ, Tân Bình. Trang ở Tân Bình, 33 tuổi. Đây là 34 hơn tuổi ha. À, nói chung là cũng hợp lý đó. Bây giờ em hãy nói cho nhà gái biết là mình có những điểm mạnh, điểm yếu thế nào? À, chắc em nói điểm yếu. Rồi. Trước ha. Đức Hùng nói điểm yếu đi. Điểm yếu thì chắc là em không cao lắm. Em cao có dưới 1m7. Không, vậy cũng được rồi. À, điểm yếu nữa thì chắc là hơi nhút nhát khi mà chưa quen ấy. Chưa quen thì hơi nhút nhát. Còn quen rồi, mạnh bạo lắm đúng không? Quen rồi thì có nhiều cái để à, thì chắc điểm yếu vậy thôi. Còn điểm mạnh thì nói chung em cũng hài hước, cũng cũng biết chiều. Dạ. Rồi công việc thì cũng tốt. Dạ. Có sức khỏe đó. Sức khỏe. Dạ. Có sức khỏe nữa. Dạ. Có đó. Sức khỏe là sao ta? Sức khỏe là người ta chơi thể thao nhiều đó, người ta khỏe mạnh đó. Vâng. Nói chung là sức khỏe thì rất là chăm lo và rất yêu thích thể thao. Đúng rồi. Dạ. Vậy tốt rồi. Điểm yếu của mình là ngoài cái việc là mình hơi thấp người, rồi mình hơi nhút nhát nữa thôi, là còn gì nữa không? Nói chung cũng vậy thôi hả? Vậy thôi. Chắc chưa, vậy là chưa, hơi hoàn hảo đó. Vậy thôi, đàn trai có nhiêu đó thôi đó. Dạ. Rồi bây giờ mình nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi nhà gái. Dạ em xin giới thiệu là em thì cũng do là em làm kinh doanh á chị, thành ra là em cũng giao tiếp khá là tốt. Có thể là nấu ăn được và em rất là giỏi làm các món bánh. Thích làm bánh. Dạ giỏi đúng làm rồi bánh. Dạ đúng rồi. Còn gì nữa không? Còn gì nữa mình show ra hết cho người ta nghe. Hiện tại thì em thấy điểm mạnh em cũng không có nhiều chị. Em cũng nhiều lắm. Em còn một cái điểm mạnh rất là lớn nữa là em rất là xinh đẹp. À, em cảm ơn chị nha. Thì với cái thứ hai nữa là em rất là thích các cái môn mà thể thao á chị, tức là các cái môn thể thao vận động mạnh á. Em rất nhà là thích. Nhà trai thấy mạnh gì thể thao đó nha. Dạ vậy thì cùng sở thích với em rồi anh. Ủa vậy hả? Dạ, em rất là thích leo núi và em thích chơi các cái môn ví dụ như tennis rồi á chị, những cái môn là vận động. Hả? Dạ đúng rồi. Em thích leo núi. Thích leo núi không được không? Dạ em mới đi có một lần. nhưng mà em thích. Thích dạ. Luôn đúng không? Dạ. Tennis em là chơi tennis khoảng 12 năm rồi. À, hai bạn này vậy là hợp nhau quá. Rồi còn điểm yếu của mình? Dạ do là công việc của em là vừa làm công ty vừa online chị, thành ra là nhiều khi là em hơi thức khuya dậy thì nó hơi muộn một xíu, cho nên là em không thể nào mà cái vấn tôi đề về nãy giờ khen nhà gái xinh quá, qua tôi xem mặt nhà gái. Dạ em chào anh. Xinh thiệt. Ta nói rồi mà. Xinh thiệt. Nha. À, nhà trai bên kia thì không cao lắm, 1m68 nhưng mà cũng bảnh trai lắm. Nhà gái có mấy mối tình rồi? Em mới có một mối tình là gọi là duy nhất này. Dạ. Một mối tình thôi hả? Dạ. Còn các cái mối tình mà yêu mới tìm hiểu thì không tính đúng không? Dạ, mối không. Tình nó dài không? Dạ 2 năm. 2 năm. Lý dạ. Do sao chia tay? Do là anh đó là bộ đội mà người xa quá. Xa quá. Vậy xa. Là rất yêu xa đúng không? Dạ cũng không phải, mà do là nhiều khi trong quân đội không có thể sắp xếp được thường xuyên gặp nhau đã đúng xa. Đúng rồi, yêu bộ đội phải hy sinh cái cá nhân của mình, bởi bộ đội là
kỷ luật quân đội là phải trực chiến này kia nữa. Dạ. Ủa nhưng mà nhà gái nhà ở đâu mà quê đâu mà tiếng là lạ nha. Dạ em gốc là Hà Tĩnh. Đúng rồi. Dạ. Sao nghe tiếng là lạ. Nhà trai qua coi đi. Thôi. Nhà trai tôi cũng bảnh trai lắm á. Thấy không? Chị là thấy bên đây là về cái phần hình là đẹp rồi đó. Nhà trai đi. Em tò mò lắm chị. Xem để chị qua chị có chứ cho. Chào em. Thôi. Không cũng được em ơi, được không lắm. Được. Sao cũng được mà hơi bị được. Đó. Sáng hơi của... thấp người nhưng mà tướng tá rất là cân đối. Không quan trọng là nụ cười. Mặt mũi sáng đâu cười cái tỏa nắng cho chị coi coi. Đó, chờ có nắng nó mới tỏa. Có răng khểnh có duyên lắm nha. Trời ơi. Sao mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? À ba. Ba mối tình rồi. À, hơn kia hai mối đó. À. Nhưng mối tình nào mà anh sâu sắc nhất? Thì cũng có một mối tình khá sâu sắc lâu rồi. 8 năm rồi. 8 năm. À. Tức là cách đây 8 năm hay là yêu nhau 8 năm? Không, cách đây 8 năm. Tưởng đâu yêu 8 năm. Còn yêu nhau có 2 năm thôi. À. Sao chia tay? Thì tại lúc đó cũng còn trẻ nên là có nhiều cái mình chưa có hiểu chuyện ấy. Ừ. Là làm cho mọi thứ nó không được suôn sẻ lắm. Chia tay thôi. Cách đây 8 năm thì lúc đó chị mới có khoảng 24 tuổi. Rồi là chưa chín chắn lắm hả? Chín chắn lắm. Dạ. Bây giờ ta chín mùi luôn rồi giờ đó. Giờ chín chưa? Giờ chắc là khê rồi. Giờ khê. Bây giờ muốn tìm người yêu thế nào thông báo chị Ngọc Lan biết đi. Ừ, bây giờ em muốn tìm cái người bạn gái mà như thế nào, ngoại hình như thế nào, tính tình như thế nào? Thì về ngoại hình thì nói chung là dễ thương, trẻ trung. Tính thì dịu dàng đầm đầm một tí, tất nhiên là vẫn vui vẻ nhưng mà không có sốc nổi đấy. Y chang bên đây luôn. Bên đây là y chang luôn. Trời, vừa đẹp vừa dễ thương và cũng đầm thắm lắm. Dạ. Vâng, thì hên quá. Em thích gái tóc dài tóc ngắn? Thực ra không quan trọng, quan trọng là đẹp thôi chứ dài ngắn được hết. Nhưng với chị Ngọc Lan tóc ngắn xinh hơn. Dạ. À. Cảm ơn anh. Không mà nói đi, thích gái tóc dài tóc ngắn. Nếu mà để phải chọn giữa hai bên thì thích dài hơn. Thích dài đúng không? Dạ. Rồi chút mở rào cho coi. Tóc bên đây ngắn ngủn hơn ngắn tóc đuôi nữa đó. Có mẫu hình lý tưởng nào không Đức Hùng? Dạ thì cũng có. Ví dụ em là fan của Mizu. À Mizu hả? Dạ. Bên kia có gương mặt hơi khả ái đó. Dạ. Thật ra cô gái bên kia rất là xinh, gương mặt rất là phúc hậu khả ái luôn. Dạ. Có cái nét xinh khác Mizu nhưng mà anh tin chắc rằng em sẽ rất là hài lòng với gương mặt bên kia. Bên đây người ta rất là dễ thương, nãy giờ ta nói rồi. Bây giờ là cô gái bên kia, hãy nói cho nhà trai biết là mình muốn cái mẫu hình lý tưởng như thế nào. Dạ em là cũng khá cao anh, em cao 1m65 luôn á. Thì nhiều khi công việc đi làm cũng phải mang guốc thì chắc phải tầm hơn 1m7 cơ. Thì về ngoại hình thì em cũng không cần bạn nam phải cao quá nhưng mà ít nhất cũng phải tầm em đổ lên. Tầm bên đây có dài khúc luôn không sao đâu. Bên kia mai mốt mang dài, chịu khóa mang dài tất hai đồ á. Đúng rồi. Đúng rồi, bữa nay có dài độ thì không sao đâu anh. Được hết ạ. Với lại ngoại hình thì dễ nhìn được rồi anh ơi. Nhưng mà em thích mẫu hình tầm như anh Quyền Linh là được ạ. Là em rất là hay xem những cái chương trình thiện nguyện của anh. Cho nên là em rất là thích anh luôn. Thấy chưa? Gọi là fan cứng luôn rồi đó. Bây giờ á là mẫu hình lý tưởng là phải đi làm thiện nguyện nhiều lên. Dạ. Thấy không? Thật ra làm điều đó tốt, tự nhiên mình làm điều tốt á tự nhiên nó tỏa nắng người mình nó đẹp à? À nó đẹp à nha. Đúng rồi đấy ạ. Vậy thôi đó, thành ra các cô bây giờ hay nói giống mẫu giống Quyền Linh bởi Quyền Linh đi làm thiện nguyện nhiều. Thành ra tôi thông báo với nhà trai nha, những người đến đây mình đi làm từ thiện trước khi đến đây đi. Dạ. Ok. Bây giờ là rõ. Đó là những cái điều mà em thích em mong muốn ở một người bạn trai tương lai. Vậy thì em có cái điều gì mà em không thích ở người bạn trai tương lai thì nói ra luôn. Dạ vâng. Em thích một người con trai mà quen em là phải tự lập. Dạ, không có phụ thuộc vào gia đình. Với cái thứ hai nữa là ví dụ như sau này bọn em cũng lớn tuổi rồi chị, nếu mà tiến đến hôn nhân thì bọn em muốn là ở riêng chứ không ở chung gia đình. Dạ. Còn về công việc thì chỉ cần bạn nó có tính tiến thủ thôi, chứ em cũng không cần phải làm quá giàu hoặc là như thế nào, chỉ cần tiến thủ và có ý chí trong công việc là được. Nghĩa là cần người ý chí thôi. Dạ đúng rồi. Không cần người quá giàu. Dạ. Bên đây có ý không? Dạ. Có ý có chí không? Nói chung là cũng tốt đấy, cái khoản đấy là tốt đó. Dạ. Có ý chí nha. Dạ, em cũng ra đi làm từ nhỏ. Đi học xa nhà thì cũng là từ nhỏ rồi nên là rất là độc lập và nhưng mà anh ơi. Ok. Dạ. Có điểm quan trọng là em là thường dậy rất là muộn cho nên là có bạn nào mà biết nấu ăn nấu buổi sáng cho em nữa càng tốt. Cái quan trọng. Biết nấu ăn không Cường? Dạ. Hùng chứ. Em biết nấu ăn không? Em biết ạ. Nấu buổi sáng được không?
buổi nào thì cũng nấu được thôi. Đó. Được mà chưa? Giờ có sẵn sàng để mà sáng nào cũng dậy nấu buổi sáng giùm cho bạn gái được không? À, sáng nào cũng nấu thì chắc là hơi cực á. Chắc là cũng phải tùy. Chắc buổi được buổi không. Nhiều khi ta đi làm không, cái đấy đó. Cái đấy nói thật, mình nói là sáng nào mình cũng nấu thì là nói dốc á. Chính xác. Nhiều khi ta nấu bữa trước ta để bữa sau ăn cũng được. Không, trả lời vậy chịu nè. Không. Đúng. Trả lời chịu nè. Nói nếu mà nói bữa nào cũng nấu được là nói dốc. Đúng rồi. Đó. Không ai bữa nào nấu được hết trơn á. Đúng rồi chị. Ừ. Nhiều khi ta nấu một bữa ta để ăn 7 bữa cũng được. Để tu lạnh. Chứ không phải. Đau bụng quá anh ơi. Đau bụng quá đó. Ví dụ có thể nói là bữa nào mệt quá thì thôi hai đứa đi ăn ngoài thì còn có lý. Có gì đâu, mình mua trứng gà nè để trong nhà nè, bánh mì sandwich nè. Rồi á, là mình mua trứng vịt muối nè, mình mua dưa mắm nè, mua để dù bữa ăn cháo trắng rồi bữa ăn bánh mì ốc la rồi mua hộp vịt muối cháo trắng, đủ thứ hết. Thành ra cứ để tuần. Ở nước ngoài ta để trong tủ lạnh tuần ta ăn không à. Đúng không? Cần nhưng mà nấu. Thôi chịu nấu buổi sáng là được rồi. Rồi, vậy là được ha cô gái. Vậy là được rồi. Chịu rồi. Không cũng được ha. Dạ chịu rồi đấy. Chịu rồi đó. Hôm nay em gái đi với ai? À, dạ em đi cùng với bạn em ạ. Ừ. Dạ. Rồi, cho hỏi ý kiến bạn em có thấy nhà trai sao nè. Trước tiên thì cho em xin phép được chào anh Quyền Linh và chị Lan. Chào em. Và xin chào nhà trai cũng như tất cả các bạn đang xem trên đài. Thì em là Quang Minh, là bạn của Trang. Cũng là hai đứa chơi khá là thân với nhau. Dạ, thì nhận xét chung về nhà trai thì cũng đẹp. Thua tôi chút xíu thôi. Cũng có duyên. Chiều cao thì kém tôi chút xíu. Về thân hình cân đối thì chắc ngang ngang tầm. Thể thao thì cũng yêu thích, đấy cũng là một cái mà phải xem xét lại. Tại vì Trang cũng là một người rất thích thể thao. Và đặc biệt Trang cũng thích một người đàn ông hài hước. Thế ra bạn này cũng có cái điểm để mà Trang thu hút được đấy. Cảm ơn anh. Đó là những cái gì mà cô ấy thích mà bạn cô ấy vừa mới nói, nhớ mình chinh phục bằng những cái đó ha. Dạ, dạ. Rồi. Rồi nhà trai đi với ai cưng? Dạ em đi với đồng nghiệp. Dạ. Đồng nghiệp luôn. Dạ. Nói đi em trai được rồi đó, nói đi. Không được. Alo. Em để trong cái đây em đưa nè, đó. Ừ. Tôi nói lại được rồi. Đúng rồi. Alo. À, dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào tất cả các khán giả đang xem bài. Dạ, em là đồng nghiệp của anh Hùng. À, dạ, trước hết là cho xin phép được nhận xét về nhà gái thì em thấy là chị khá là xinh và có vẻ là khá là sắc sảo. Dạ. Trời, tao quá xinh luôn, kiểu khá là xinh. Dạ, quá xinh ạ. À. Nên anh Hùng có thể yên tâm. Ừ. Em cảm ơn anh. Cảm ơn. Dạ, bên bạn em chịu rồi đó. Hồi hộp không? Có. À, có đúng không? Bây giờ mình mở rào. Đúng rồi, bây giờ mở rào đi chứ thấy hai bạn này là có nhiều cái giống nhau lắm. Mở rào. Em tò mò quá chị. Bắt đầu đi Hùng. Dạ, em chào anh. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Đứng đó, đứng đó, đứng đó luôn, đứng đó. Dạ. Đó. Mình tặng món quà gì mình mở ra được luôn cho bạn. Mở luôn hả anh? Ừ. Mở được hả? Dạ, anh mở giùm em luôn ha. Cái này gói kỹ nên từ từ mở nhé. Đừng sốt ruột nha. Dạ vâng. Đầu tiên là cái thiệp, cái này dạ. Quan trọng nhất. Đọc luôn được không anh? Được. Em đọc một mình em thôi nhé mọi người. Đọc đi, đọc lớn lên cho. À, anh chúc em khỏe mạnh, bình an và luôn đẹp gái ạ. Không, luôn đẹp gái là em bịa thêm. Luôn đẹp gái là bịa thêm. Dạ. À, đây, quà của em. Đây là cái một cái đồng hồ đeo tay. Dạ. Và một cái vòng. Đeo luôn. Đeo chắc luôn. Bên đây có đồng hồ. Chắc em đang đeo. Đeo bên tay trái. Thôi ạ. Chắc về nhà em đeo sau nha. Dạ, không ướp vô anh, nữa có nó đẹp không? Dạ, em cảm ơn anh nha. Chắc em về ghế rồi hả? Em sợ. Sợ thấy gì đâu sợ. Trời, người ta hiền gần chết luôn. Đứng gần tôi thì sợ thì đúng. Nè, cô đó rất là bản lĩnh nha. Nãy giờ cô chọc thấy chưa? Thấy chưa? Mình phải bản lĩnh hơn, sợ gì nào. Thì em hơi điểm yếu của em nó lộ diện nó, nói chung là em hơi nhát. Anh ấy ngại là do là anh tặng quà em mà em đi em không tặng, chưa kịp tặng quà cho anh ấy ngại. Anh thông cảm á. Không sao, xuống sân khấu mình tặng sao. Bên em nói nào em ơi. Đồng hồ này ha. Anh phải mua, anh đi một cả tuần lễ anh tìm anh mua đó. Rồi cái này cái gì đó. Cứ nói tự nhiên vậy. Dạ. Anh mình làm lại đi anh, mình làm lại đi anh.
Đây anh em làm lại đi. Vui vẻ lắm nè. Ừ, đó làm lại đi, tôi phụ cho. Đôi khi nó vậy nó vui vẻ, nó thoải mái chứ. Có dầu gì đâu mà. Món quà này anh chọn mất tầm 30 phút thôi, không nhiều như, như anh Quyền Linh nói đâu. Yeah. Nhưng mà nói chung anh chọn rất là kỹ, nó là một cái đồng hồ rất là xinh. Thì anh cũng gửi cái câu nói của anh vào đây. Cái câu mà em quên không đọc. Dạ. Đó không, là câu đó hãy sống hạnh phúc trong từng giây phút hiện tại em nhé. Dạ, thật ra câu đó quan trọng, em muốn giữ riêng em á. Ok. Dạ. Thì bởi vì đây là cái đồng hồ mình dùng để xem giờ. Dạ. Thì đối với anh thì cái thì giờ nó rất là quan trọng, và mình phải từng phút một mình sống trong nó thì mình phải hạnh phúc với đó. Dạ. Thì đấy là lý do anh mua đồng hồ. Dạ. Hay quá. Hay quá. Cảm ơn nhiều nha. Thấy chưa? Không thấy không, thay đổi nó khác không khí liền thôi, cũng hai hướng thôi, mới chọn có 30 phút. Dạ, thật ra thì chọn 30 phút hay là 3 tiếng thì nó không quan trọng, nhưng quan trọng là tấm lòng của anh ở trong này dành cho em. Thì rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, dạ. Rồi thôi, hai bạn này là ông Mai với bà Mối đỡ cực rồi nè. Thoải mái lên. Đấy, cũng hài hước như thế ha. Cứ tự tin đi Hùng. Dạ. Nào bắt đầu, chúng ta cảm nhận về nhau đi. Hình như 30 mấy năm các bạn mới gặp nhau đó. Dạ đúng rồi anh. Em 33 năm mới gặp ảnh. Đó. Em sinh tháng mấy? Dạ em sinh năm 88. Tháng mấy? À tháng 5. Tháng 5. Dạ. Ngày 10 tháng 5 anh. Anh sinh vào cuối tháng cuối năm 87. Dạ. Thì chắc cũng không hơn em nhiều. Dạ. Hey, sao nãy giờ tụi anh khen cô gái không đó? Mở dạ, màn ra sao? Rồi thấy ta làm sao? À thấy sao à? Thì chắc là phải đẹp thôi. Ờ nhưng mà em... hơn Miyu chưa? Hơn thì khó nói, nhưng mà có cái rất là khác. Nói chung là sắc sảo giống như bạn em có nói. Thì nói chung là đẹp thôi, nhưng không biết tả sao nữa. Em cảm ơn anh nha. À, sao? Em thấy chàng trai bên đây sao? Dạ, anh em có thấy... thấp quá không? Không, cái chuyện mà cao thấp không có quan trọng đâu. Biết lý do tại sao không? Người ta đi làm, người ta mang guốc cao riết rồi người ta mỏi chân, cho nên mỗi lần đi chơi thì thôi mang dép xẹp là nó đỡ mỏi chân, đỡ đau chân. Dạ. Mà nó đẹp đôi nữa. Dạ, không cần đâu, cứ mang guốc cao cũng được. Em thích phụ nữ guốc cao mà cao hơn mình càng tốt. Chính xác. Dạ. Cao thấp không quan trọng đây. Nói chung xử lý được hết. Ý là nếu mà đi với nhau thì phụ nữ cao hơn mình ok, chỉ có điều là sợ cô ấy chê là mình thấp hơn thôi. Còn nếu đã không vấn đề gì thì đi cao cũng tốt. Giỏi. Dạ. Thấy chưa? Trời ơi, thằng trai tôi cũng dữ lắm á, không giỡn đâu. À, bây giờ nè, bây giờ các bạn hỏi xem bây giờ sở thích của mỗi bên là cái gì? À, rồi mình hẹn hò ở đâu, mình có thích sự lãng mạn hay không? Dạ. Đấy. Em thì em cũng khá là lãng mạn. Dạ. Đây, vâng. Đây ta mồi thôi. Ừ, cái lúc ta mồi là không có lấy hình. Anh thì cũng thích sự lãng mạn. Thì những nơi anh thích hẹn hò thì thường là một là đầu tiên thì đi xem phim, xem những cái bộ phim mà vui vui ấy thì ngồi kế nhau cười nói rồi gì đó. Rồi sau đó thì đi ăn tìm những cái chỗ mà có cái khung cảnh nó lãng mạn một tí, mình đi ăn rồi mình nói những câu chuyện vui thôi chứ cũng không có gì quá nghiêm túc cả. Nhưng mà sau đấy thì nếu mà có cơ hội gặp lại nữa thì anh sẽ nói chuyện nghiêm túc sao? Dạ, thì nói chung là lúc đấy thì suy xét xem là có hợp nhau không và có tiến xa hơn được không, thì lúc đấy mình sẽ nói chuyện kỹ hơn. Dạ. Em thì thật ra thì công việc em nó khá bận rộn.